Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Xuân Bắc phản đòn dư luận Cáo già ra tay hạ thủ dưới gầm bàn phải không? Hành động của Nguyễn Xuân Bắc hầu như không được sự ủng hộ Mạng xã hội và cả thế giới lão thành cũng lên tiếng phê phán Ông Trần Hương Dương là phó cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn Cũng đã lên báo nhà nước nói rằng Anh đã là người nghệ sĩ có danh hiệu Thì mọi phát ngôn và hành xử phải chuẩn mực Cục nghệ thuật biểu diễn từng ban hành bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, trong đó đã từng quy định rất rõ về nguyên tắc phát ngôn trên mạng xã hội. Nghệ sĩ Xuân Bắc là một nghệ sĩ được nhiều người biết đến, đã là lãnh đạo cao nhất của nhà hát kịch Việt Nam, đáng ra phải ý thức rất rõ về điều này. là hình ảnh, ông Bắc đã phản ánh, phản đòn dư luận và tin nhắn với chị Phương Ngổ. Xuân Bắc vẫn im lặng trước dư luận, tuy nhiên đấy không phải là bản chất của anh ta theo đánh giá của một số khán thính giả đã có trao đổi thì họ cho rằng nguyễn xuân bắc với bản chất là hàn học với khán giả anh ta không dễ dàng gì bỏ qua hành động mà anh cho là ăn cháo đá bát của khán giả đâu người này cho biết phải hàn học sâu nặng lắm mới bỏ công ra viết một câu chuyện ngụ ngôn để đá xéo khán giả trên cả nước như thế đấy là một nhận xét có cơ sở bởi nếu không cây cú khán giả không ai để tốn công viết bài dài và chi tiết đến như vậy. Tuy nhiên, người này cũng đánh giá Nguyễn Xuân Bắc không phản ứng công khai trên mạng xã hội, đáp lại dư luận là sự cáo giả bởi với tuổi đời và tuổi nghề như thế, ắt ông Nguyễn Xuân Bắc hiểu rằng phản ứng thiếu suy nghĩ lúc này thì chỉ có làm cho tình hình thêm tồi tệ hơn. Trên mạng một số người đã nhận thấy ông Nguyễn Xuân Bắc bắt đầu phản công, tuy nhiên cách phản công ấy không quang minh chính đại rất giống với cách nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam tấn công vào những người chỉ trích chế độ. Đó là dường như họ nuôi một số người chuyên tấn công lại, thậm chí tấn công tục tĩu với những người mà họ cho là chống ông Bắc. Đây là ảnh, hình ảnh nhà báo võ sư Châu Đoan cho biết anh cũng bị nhắn tin chửi mới. Trên trang Facebook của chị Phương Ngô có viết rằng Xuân Bắc trong giới giang hồ được gọi là Bắc Đại Bàng. Hôm qua đến giờ không biết bao nhiêu anh em mạng xã hội đã bị hăm dọa bởi đàn em của hắn. nhưng sư huynh Châu Đoàn và Bắp thì đã bị tấn công. nay nếu muốn thì hẹn gặp nhau đi bọn giấu mặt. anh em Bắp không sợ nhé, đây sẽ nổ ngay địa chỉ nhà riêng tại Hà Nội của sư huynh Đoàn Bảo Châu. đàn em của Bắp đại bang cứ đến đó sư huynh tiếp đất. em ở Sài Gòn đang bận, sư huynh chớ bảo trọng. em sẽ nhất định ra thăm anh. cô viết như vậy. Ngay cả nhà báo võ sư Châu Đoan cũng nói đến điều này trên trang Facebook cá nhân của ông rằng vài bạn nhắn tin trách tôi hiểu sai ý Xuân Bắc, vài người vào chửi trong phần bình luận với dạng chửi bới tôi chỉ blog không tranh luận. Đây là thông tin về những việc có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã bị tấn công. Cách này theo đánh giá của giới quan sát thì chính là chiêu trò đặc trưng của chế độ. Như vậy Nguyễn Xuân Bắc không phản ứng công khai nhưng dường như ông ta vẫn còn rất hàn học và cho người phản đòn lại dư luận bằng cách tấn công dưới gầm bàn. Cách làm này có lợi là không ai có thể buộc tội được ông Nguyễn Xuân Bắc và cũng cho dư luận xã hội biết rằng ông Bắc cũng đang nuôi bò như đảng và nhà nước của ông và sử dụng chúng khi cần thiết. Đây là hình ảnh biếm họa của báo Tuổi Trẻ. Mới đây, tờ báo Tuổi Trẻ cũng đã đăng vẽ biếm họa rất sâu sắc về trường hợp của ông Nguyễn Xuân Bắc Xem ra cách tấn công khán giả của Xuân Bắc đã không được cả bộ máy chính quyền đồng tình. Đã vậy, ông còn cho phản đòn dư luận theo kiểu ném đá giấu tay thì đấy là sai lầm để chữa sai lầm khác. Thực ra với sức mạnh khán giả có mạnh thật nhưng họ cũng rất bao dung nếu biết quay đầu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Bắc cho đến giờ vẫn không chịu. Thực lòng ra nhận lỗi, nếu vậy thì cứ để xã hội phản ứng với ông, khán giả rất thông minh dù đòn phản đòn dưới gầm bàn cũng không giấu được họ đầu. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Xuân Bắc phản đòn dư luận, cáo già ra tay hạ thủ dưới gầm bàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dộ tin đồn người cha hoàn hảo vừa ăn thịt bò rất vàng vừa nuôi con gái rượu đi du học ở London Ông Tô Lâm là người khá kín tiếng trong vấn đề về gia đình Không như ông Nguyễn Tân Dũng đem con cái ra khoe từ rất sớm Con cái ông Tô Lâm gần như không ai biết Chỉ khi có kịch chiến ác liệt ở cung đình thì tin tức về con cái của ông đại tướng này đầy tay tiếng mới bị phe đối lập tung già Cho tới giờ người ta không biết ông Tô Lâm có bao nhiêu người con, chỉ biết trước đây một người bạn đang làm trong bộ máy công an trung ương cho tờ Thể báo cho Nê biết rằng ông Tô Lâm có người con trai tên là Tô Long mang hàm thượng tá, chức vụ là phó cục trưởng cục an ninh đối ngoại của bộ công an. Đây là hình ảnh thông tin trên trang học giả của nhà báo tự do Hoàng Dũng. Tô Long là ông vua con trong bộ công an tuy chức nhỏ nhưng các đường dây làm ăn lừa đảo trên mạng phải xếp hàng để nhờ Tô Long chiếu cố. Vụ bảo kê cho in cả phương, tức Hồ Ngọc Phương, chủ nhóm Neon Group lập ra sản giao dịch X Trading Market rồi đánh sập để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngoài người con trai là Thượng tá Tô Long, mới đây cộng đồng mạng lại bùng lên tin đồn rằng con gái ông Tô Lâm tên là Tô Hà Linh, nhà báo tự do Hoàng Dũng có đưa hình Tô Hà Linh và trang Facebook cá nhân của cô với dòng status rằng Chúc mừng em Tô Hà Linh, con gái rượu của bác Tô Lâm. Em vừa hoàn thành chương trình học của mình tại SOAS with University London tại Anh. Nhân dân và các chiến sĩ trẻ nóng lòng chờ em trở về quê hương để cống hiến. Anh em nhân dân còn trẻ, chưa vợ, muốn làm rể bố Tô Chủ tịch nước lên ngôi chạn vườn thì làm quen với ông học giả nhé được biết sau khi thân phận chủ trang Facebook Tô Hà Linh bị lộ, cô này đã đóng trang Facebook cá nhân của mình. Theo những thông tin thăm dò của Thời báo Báo Trâm Nê trong thực cuộc mà Thời báo đã có hân hạnh làm biết, thì người này được xác nhận con gái ông Tô Lâm tức là Tô Hà Linh thật. Tuy nhiên với sự thận trọng cần thiết, chúng tôi xem đây là nguồn tin cần được kiểm chứng tiếp tục, bởi chúng tôi e ngại có sự trùng tên nào đấy chăng. Đây là hình ảnh cô gái này được cho là người con gái rượu của ông đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an hiện nay nếu như tô hà linh được cộng đồng mạng xác định là con gái ông tô lâm thì cũng không có gì ngạc nhiên bởi câu chuyện quan chức chính quyền nuôi con ăn học ở nước ngoài là chuyện bình thường ở việt nam nếu là doanh nhân người ta làm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt và cho con cái đi du học thì đấy là điều đáng khích lệ tuy nhiên ông tô lâm là công chức nhà nước với mức lương không quá 600 đô la Mỹ mỗi tháng mà cho con đi học ở trời Âu với chi phí hàng trăm ngàn đô la Mỹ mỗi năm. Đó là điều hết sức bất thường. Một người bình thường cũng có thể nghiệm ra tiền ở đâu mà có. Nuôi con cái tốt, cho con học thường nó dự, hưởng nền giáo dục tốt, ắt ông Tô Lâm là người cha hoàn hảo của các ông. Bố tại Việt Nam với con trai, ông còn dạy dỗ bằng cách đặt vào ghế phó cục trưởng cục an ninh đối ngoại A01 và trao cho con trai quyền hơn cả cấp trưởng của cậu ta thì quả là Tô Lâm hoàn hảo với con cái thật sự. Ông Tô Lâm làm công chức lương 600 đô la Mỹ mỗi tháng, mong dám sợ ăn sang London ăn suất bữa tiệc tiệc bò tới giá 2000 đô la, nhiều hơn cả 3 tháng lương của ông. Thì điều đó cho thấy ông Tô Lâm quá giàu có. Có nguyên nhân từ đâu mà giàu như thế thì chắc không khó có thể nhận ra. Đó là ghế bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực của ông mà ra chứ không ở đâu khác cả. Đây hình ảnh ông Vương Đình Huệ cũng cho con gái đi du học tại Mỹ. Mới đây, cộng đồng mạng cũng khui ra con gái rượu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Vương Hà My, tốt nghiệp cử nhân ở thuộc tiểu bang Ohio, được biết học phí trường này lên đến, đến 60.000 đô la Mỹ mỗi năm. Cộng với chi phí sinh hoạt ăn ở thì khoảng 100.000 đô la Mỹ mỗi năm phải chi ra. Ông Vương Đình Huệ phải mất đến 10 năm lương mới nuôi con gái ăn học được một năm tại đây. Câu hỏi đã đặt ra tiền ở đâu nhiều thế. Chế độ này nó là như vậy nếu con gái ông Tô Lâm không đi du học mới là chuyện lạ. Chứ ông cho con đi du học thì hầu như quan chức nào cũng vậy. Có điều con cái quan chức du học không phải bằng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ chúng làm xa sau khi đóng thuế mà là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Dỗ tin đồn người cha hoàn hảo vừa ăn thịt bò rất vàng vừa nuôi con gái rượu du học tại London Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm